Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với cái nâng bạch kim. Hôm nay mình sẽ nâng con bạch kim lưu bị cho mọi người. Đấy, nói chung là về bạch kim thì mình vẫn phải nói lại, đó là điều kiện để nâng đó chính là các bạn lên level 88. Đấy, tầng thí luyện thì đạt ít nhất là 104 tầng, sở hữu 10 võ tướng kim và con tướng các bạn cần nâng lên kim thì các bạn phải là 9 đã nâng lên kim rồi và phải đạt 9 sao là tối thiểu. Đấy. Là cái quá trình nâng kim này. Sau đó mình sẽ nâng cái bạch kim cho mọi người. Đó. Về bạch kim thì nó sẽ không thay đổi nhiều đâu, chỉ thay đổi ngoại hình và thêm kỹ năng thôi. Đó. Cái nguyên liệu chính Thân là quản thức, phải đó, lấy thiên hạ bị làm đầu. ấy quá, bị bước cổ quá, bị cú. Đây, nâng bạch kim đây. Đấy. Chúng ta sẽ có ba nguyên liệu chính để nâng bạch kim, đó chính là tuyết hồn châu, tinh thần hồn châu và mảnh võ tướng cùng nước cùng tư chất. Đó. Với tuyết hồn châu thì chúng ta thể nhận được thông qua tính năng quần hùng tranh bá, còn tinh thần hồn châu sẽ nhận được qua tiệm đấu trường vô song. Đó, còn cái số lượng nguyên liệu, ở tổng số lượng nguyên liệu mình để ở dưới cuối video. Còn còn đây là từng bậc một, chúng ta sẽ có 3 tầng, mỗi tầng gồm 5 bậc. Đấy. Ở mỗi tầng nhá thì bốn cái bậc đầu sẽ chỉ tốn tuyết hồn châu và mảnh võ tướng cùng nước cùng nước chất. Còn ở tầng thứ năm ở bậc thứ năm sẽ là cần tinh thần hồn châu và mảnh võ tướng cùng với chất của nước đó, sơ qua là như vậy, sơ qua là như vậy. Tư chất 15 thì nó sẽ khác tư chất 16. Đấy, cái này nó sẽ khác nhau về số lượng nguyên liệu, về số lượng nguyên liệu. Nói chung là cũng vất vả để nâng, cũng không dễ dàng để sử dụng một con bạch kim tướng. Đấy, nên là nếu như anh em có đang trong quá trình nâng bạch bạch kim tướng thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn những con mà làm sao nâng cho nó hiệu quả nhất. Thì quan điểm cá nhân của mình ấy thì so với hai cái loại tướng 15 và 16 thì nếu như ở kim thuộc ấy thì mình khuyên các bạn nên nâng con Lưu Bị là ổn nhất. Bởi vì con Lưu Bị nó tư chất thấp là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là những cái thể loại tướng mà không thiên về dạng thủ lực ấy thì nó sẽ rất dễ nâng. Như kiểu Lưu Bị nó sẽ thiên về dạng là support thôi ấy. Thì các bạn có thể dùng lâu dài được, còn kiểu chủ lực Thân nó là có quản thể thức, phải lấy thiên hạ thay làm đổi theo đầu. thời gian, thay đổi theo meta, còn bọn này thì nó rất rất là dễ dùng. Đấy, đây là tạo hình, còn bây giờ Lưu sẽ là Huyền kỹ Đức, năng con Lưu Bị. lứa có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Về kỹ năng đây, Thiên tạo hình hạ mới này, này. Về kỹ dù năng sao thì cũng là thiên hạ của chúng ta bá biết này, tánh. cái tuyệt kỹ và các kỹ năng dưới nó sẽ không thay đổi gì cả, nó chỉ khác ở cái chỉ số thôi, nghĩa là chỉ số nó sẽ thay đổi, chỉ số nó sẽ thay đổi, nó sẽ tăng lên cường hóa kỹ năng của nó thôi. Còn quan trọng nhất nó vẫn là cái kỹ năng thức tỉnh của từng con tướng đó, là kỹ năng của nó này, anh em thấy không, nó chỉ tăng cái chỉ số lên thôi, không có thay đổi gì hết, mọi thứ đều là y nguyên và chỉ là cường hóa. Quan trọng nhất vẫn là cái kỹ năng thức tỉnh của con tướng này. Đấy, cả bốn con tướng bạch kim đều có kỹ năng thức tỉnh riêng biệt. Khi phe ta có võ tướng thục khác thì lúc mở màn thì sẽ thức tỉnh. Đấy, thục hồn sẽ tăng 100 điểm nộ kèm 15% hiệu quả có tăng tăng giảm sát thương, đồng thời mỗi lần thục hồn thì hồi nộ giải trừ hai hiệu quả giảm lợi ích của phe ta, có nghĩa là kiểu nó gọi là xóa đề bút, nó giống như kiểu là xóa đề bút, xóa hai hiệu ứng đề bút ở trên đội hình của team ta, ưu tiên sẽ xóa những cái hiệu ứng xóa những hiệu quả lợi ích chỉ có thể xóa bởi giải trừ mạnh. Cái này thì tôi cũng không hình dung ra, những cái này nó chỉ là dòng thêm thôi, còn nói chung là vậy. Đấy, nói chung là nó sẽ có khả năng giúp cho các bạn xóa cái đề bút của team mình đó, giải trừ hai hiệu quả giảm lợi ích. Đấy, nó không phải là không, nếu như là giảm lợi ích thì nó sẽ không phải là giảm, không phải là kiểu khống chế nhé. Giảm lợi ích thì nó sẽ là dạng như kiểu là giảm nộ hay là giảm giáp giảm thủ, cái kiểu kiểu vậy, nó gọi là giảm lợi ích, giảm khả năng trị liệu kiểu vậy đó. Thì những con tướng như này mình nói rồi, những cái thể loại tướng như Lưu Bị như này này là những con tướng mình khuyên mọi người nếu như có đang băn khoăn việc sử nên nâng con tướng bạch kim nào thì nên nâng bọn này, bởi vì nó sẽ lâu dài hơn, đỡ phải nghĩ ngợi. Còn những cái bọn tướng kia thì đôi khi nếu như nó không phải là chủ lực mạnh thì các bạn đầu 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 tư vào nâng ấy, thì có thể sau này các bạn sẽ phải đổi tướng, bởi vì những con tướng khác nó update ấy, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, vậy các bạn sẽ phải chuyển chủ lực, sẽ hơi bị bất lợi. Còn cái bọn thiên về kiểu support này thì nó sẽ dùng rất là bền nên nâng nó đảm bảo hơn đó, đó là cái gợi ý của mình. Còn về Lưu Bị thì với cái bộ kỹ năng mới này của nó thì mình đánh giá là giúp cho nó có khả năng support tốt hơn rất là nhiều, nên là chắc chắn nó sẽ mạnh hơn và nó vẫn sẽ là con tướng không thể thiếu được ở trong team thủ điểm hiện tại bây giờ. Chắc chắn là một chút của nhận xét của mình về con tướng này.
Rồi, đó là những cái điểm chính của con Lưu Bị ở trong cái lần nâng lên cấp cái Bạch Kim thôi. Còn các cái kỹ năng khác của nó thì vẫn như vậy. Không thay đổi là bao và đa phần chỉ là tăng cái chỉ số lên thôi. Các kỹ năng bên dưới ấy, mình sẽ lướt qua một chút cho mọi người. Nhưng mà nó chỉ tăng chỉ số thôi. Đấy, nó không có thay đổi gì cả đâu. Đấy, bốn bốn cái kỹ năng thường của nó chỉ giúp tăng chỉ số của tướng lên thôi. Không khác biệt là bao. Mọi người có thể xem qua một chút. Cái kiểu sâu này thì nó là cho những anh em nào không chơi team thục, người ta biết thêm chia thông tin thôi. Còn những anh em chơi rồi thì có lẽ là chắc anh em chưa nâng lên bạch kim thôi nhỉ, còn lại chắc mọi người ok hết rồi, xem được hết đó rồi, có thể xem qua cái kỹ năng của nó được cường hóa lên. Sau đây là mình sẽ sâu cho anh em một cái trận PK có con bạch kim lưu bị trong trận nhá. Nào, ok, chúng ta sẽ đi vào PK đi, ra một trận với bạch kim. Chúng ta sẽ không được thấy nhiều cái khả năng hỗ trợ của con tướng này trong một trận đấu, chỉ đơn thuần một trận đấu. Các bạn phải chơi, phải giao tranh nhiều, đặc biệt là đánh PK kiểu PVP cơ thì mới có thể xem được hết cái khả năng của nó, chứ còn PVE thì rất là khó. PVE thì khó lắm. Đấy, ok, một chút sơ qua như vậy thôi. Rồi, trên đây là một vài cái review sơ qua của mình về con Bạch Kim Lưu Bị cho mọi người. Anh em có ý kiến gì về vị tướng này thì có thể chia sẻ dưới phần bình luận của video. Đấy, có góp ý gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ, chỉ cần văn minh là được nhá. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhé. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.